Chào chị có thể giới thiệu về mình cho mọi người biết được không? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thơm, mình đến từ Móng Cái, Quảng Ninh. Hôm nay mình đến nha khoa Tân Phượng để làm phân sứ kính mắt. Vâng, chị ơi, trước đây từ Móng Cái xa xôi nhá, thì ở Quảng Ninh cũng rất là nhiều nha khoa, ở Hà Nội cũng nhiều nha khoa. Tại sao chị lại chọn nha khoa Tân Phượng? Cái đầu chị đi làm chị cũng hỏi rất nhiều bạn bè người thân, tư vấn cho chị là làm ở đâu. Nhưng khi chị lên mạng ấy, chị thấy giới thiệu về nha khoa của mình và chị có vào để hỏi tư vấn của bên nha khoa mình, thì thấy nhân viên ở đây họ tư vấn nhiệt tình và ở đây cũng có rất nhiều ưu đãi cho khách, chị thấy cảm thấy hợp lý và chị cũng thấy thật sự là cũng uy tín và cũng được nhiều người nói đến, nên chị quyết định chị lên đây chị làm. Thế thì sang trước đây chị gặp vấn đề gì và cái tình trạng trong đấy chị đã phải gặp bao nhiêu lâu rồi? Và bao nhiêu lâu mình không cười? Sang chị từ lúc đẻ ra đến bây giờ rồi là đã 25 năm rồi. Và chị rất xấu. Hiện tượng là hàm dưới của chị bị thưa và bị mọc thiếu răng. Cho nên chị rất là tự tin về hàm răng của chị. Thế bây giờ chị đến nha khoa Tân Phượng chị làm sứ gì ạ? Chị đến đây chị làm sứ kính mắt. À dạ vâng. Thế thì sau khi bọc sứ xong thì chị thấy mình có khác hoàn toàn không? Và chị có thấy tự tin không? Có, chị thấy mình cười đẹp hơn, tự tin hơn và dám đi trước con người tự tin hơn không? Nhẹ nhàng những cái trước kiểu tự ti là răng mình xấu ấy. Bây giờ mình đã làm răng rồi thì mình đẹp rồi thì tại sao chị có suy nghĩ rằng ôi nếu mà đẹp như thế này thì biết tiếng mình mặc từ lâu rồi có chứ mà biết làm đẹp nhưng mà chị đi làm đẹp. Anh xã nhà mình có ủng hộ mình làm răng không? Có, anh ấy có được chị đi làm mà thì công việc vẫn như này thì anh ấy đi được không? Dạ vâng. Thế thì làm đẹp như này rồi thì chị về Móng Cái, Quảng Ninh có giới thiệu bạn bè cho nha khoa Tân Phượng không? Tất nhiên là có rồi. Còn họ có lựa chọn lại không phải là họ. À, thế thì khi mà chị đến nha khoa Tân Phượng thì bác sĩ này cũng như đội ngũ y tá này thì chăm sóc chị cảm thấy có như một gia đình của mình không? Rất thân thiện không? Chị cũng đi thẩm mỹ nhiều. Chị thấy ở đây họ nhân viên đấy rất nhiệt tình, chu đáo và rất quan tâm đến khách hàng. Nói chung là chị thấy nhân viên và tất cả y bác sĩ ở đây đều rất ok. Chị rất thích. Dạ vâng. Bên em thì cũng rất là cảm ơn chị đã tin tưởng nha khoa Tân Phượng và cũng đã dành cho chị những cái ưu đãi tốt nhất cho chị và cũng mong rằng là cái hàm răng của chị khi mà đã làm xong rồi ấy thì sẽ mang lại cho chị nhiều niềm vui cũng như là thành công trong cuộc sống. Chị có lời cảm ơn tới bác sĩ và nhân viên đội ngũ của chị. Cảm ơn tất cả mọi người ở nha khoa, cả y bác sĩ và bác sĩ Phương đã trực tiếp làm cho chị và cảm ơn tất cả nhân viên của người đây đã rất nhiệt tình tư vấn cho chị và giúp chị có một hàm răng đẹp như này. Ok chị, em cảm ơn chị ạ. Thế thì cách thì sẽ chụp ảnh cho chị nhé.